Anh có một câu ngạn ngữ rất nổi tiếng: con chim nào dậy sớm thì mới bắt được sâu. Hôm nay tôi dậy sớm để cùng các thành viên đoàn Juka đi và hát, hưởng trọn bình minh tuyệt vời trên bãi đá nhảy nổi tiếng của Quảng Bình. Đây là một cái chiếc thuyền ván hơi treo đứng. Các bạn có thể tìm thấy ở chuỗi các cửa hàng của Dumux trên toàn quốc. Tôi được biết là cái ván này thì nó sẽ có hai cái khoang hơi. Đấy, nó có hai cái khoang hơi ở hai bên. Và vì vậy là nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều so với những cái loại ván mà chỉ có một khoang hơi. Nó chính là một cái phao lớn. Khi mà dựng lên thì trông nó rất là khủng khiếp so với cái chiều cao khiêm tốn của tôi. Rất là khổng lồ. Đây là một cái dây để bảo vệ. Sợi dây này nó dài và nó đàn hồi. Đây các bạn nhìn này. Và như vậy thì chúng ta có thể bơi trở lại, ôm lấy cái ván và sẽ tìm cách để nằm lên cái ván hơi của mình. Juka đi và hát, cuộc chơi không chỉ của âm nhạc mà còn là cuộc chơi của những chiếc xe. Trong phần đi và chơi lần này, Thái Thùy Linh mời các bạn gặp gỡ anh Tuấn Hoàng, một chàng trai Quảng Bình hay off-road, sở hữu tới 3 em 4 bánh. Nhưng Tuấn Hoàng chọn chiếc Land Cruiser 4.2, máy dầu, sản xuất năm 1999 của Thái Thùy Linh. Hơn cả một phương tiện chuyên chở, chiếc xe này đã trở thành một người bạn thân thiết của gia đình. Dạ, cái xe này thì thứ nhất là nó phù hợp với việc đi cắm trại, nó rộng rãi. Rộng rãi. Dạ, thứ hai nó rất là khỏe. Cái xe này nó 4.2, máy dầu, nó khỏe. Và cái xe này là thường ở nước ngoài người ta thường mua về để đi camping, đi cắm trại. Cái lều này của ARB thì nó chỉ mất khoảng 5 phút để mở ra và 5 phút đóng vào. À, thế thì hay quá. Cái con xe này không chỉ là một cái phương tiện để đi lại mà nó là một người bạn. Không phải là bạn của riêng Tuấn nữa mà là bạn của cả gia đình đúng không? Dạ, đúng rồi, cả gia đình. Dạ, nhà em thì có 5 người tất cả. Dạ, hai vợ chồng em thì có 3 đứa nhỏ nữa. Bạn lớn nhất thì nhà em là 10 tuổi. À. Bạn bé nhất thì là mới được 6 tháng. 6 tháng tuổi à? Dạ, 6 tháng. Thì... 6 tháng đã đi cắm trại với bố mẹ một lần rồi đấy. À thế à? Từ lúc 4 tháng ấy. Đã ngủ ở trong rừng rồi. À, 4 tháng đã ngủ ở trong rừng rồi. Dạ. Bố mẹ rất là chịu chơi. Và mình tin chắc là người như Tuấn thì sẽ dạy dỗ các con rất là kỹ về các cái vấn đề về bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Dạ. Đúng không? Dạ, đúng rồi. Đấy là cũng là những cái giá trị mà mình nhận thêm được từ chiếc xe. Dạ, dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ lên đường với hướng dẫn viên Tuấn Hoàng. Dạ. Trên con đường ven biển dẫn từ Đồng Hới về Ngư Thủy, chúng tôi như lạc vào sa mạc với hàng hà sa số cồn cát lớn nhỏ nằm xen cạnh những hồ nước trong xanh. Thế là thay vì ngồi trong phòng thu âm có điều hòa mát mẻ để thả hồn vào những bài hát, thì giữa cái nắng tưởng như cháy da cháy thịt của đất Quảng Bình, Thái Thùy Linh cùng các đồng đội của mình lại vật vã giải cứu những chiến xa. Cuộc chơi với những người đàn ông mạnh mẽ, hay còn gọi là trò nghịch ngu của bọn đàn ông. Trẻ thơ bao năm dưới mái
bao giờ ai cách xa phải mơ chi nhớ em vẫn như ngày xưa. Biển chiều đầy sóng vỗ, tóc em xõa bay mênh mang biển xa. Em đã đến bên tôi hồn nhiên, đôi chân dần sóng xô bờ. Chiều đầy sóng vỗ, giấc mơ đã qua bao giờ bao giờ. Bao cách xa xóa nhòa năm tháng, em có quên chiều xưa. Chiều đầy sóng vỗ, giấc mơ đã qua bao giờ xa mãi xa cánh buồm xanh thẳm. Ôi giấc mơ tuổi thơ xa mãi xa cánh buồm xanh thẳm. Ôi giấc mơ tuổi thơ ai cách xa phải mơ chi nhớ. Con cảm ơn cô chú. Biển chiều đầy sóng vỗ, tóc em xõa bay mênh mang biển xa. Em đã đến bên tôi hồn nhiên, đôi chân dần sóng xô bờ. Biển chiều đầy sóng vỗ. Zuka đi và hát, dự án video âm nhạc kết hợp trải nghiệm Việt Nam tươi đẹp của ca sĩ Thái Thùy Linh. Liên tục từ tháng 6 đến hết tháng 12 năm 2020, mỗi tháng sẽ có một tập gồm 4 phần: đi và ăn, giới thiệu du lịch và ẩm thực địa phương; đi và chơi, giới thiệu thú chơi xe của những vị khách mời thú vị và những môn chơi ngoài trời hấp dẫn, gần gũi với thiên nhiên; đi và hát, giới thiệu chùm ca khúc chủ đề của tháng, thu âm trực tiếp ngoài trời; đi để yêu, tập hợp những hình ảnh ấn tượng và những cảm xúc đẹp đẽ, chân thật mà đoàn Zuka đã gặp trong suốt hành trình. Hãy đăng ký kênh YouTube Thái Thùy Linh Official và nhấn theo dõi để cùng đón chờ những video mới hấp dẫn, bất ngờ sẽ được phát sóng vào tất cả các tối thứ Bảy, từ tháng 6 đến hết tháng 12 năm 2020. Zuka đi và hát, đi để yêu hơn.